Hello, xin được chào tất cả các bạn. Đây là Minh Tâm, còn mình là Hà Thế Dũng thì quen quá rồi. Hôm nay mời các bạn cùng tới với một buổi hướng dẫn của Dũng cho Minh Tâm với một ca khúc Những Đồi Hoa Xinh, sáng tác nhạc của nhạc sĩ Dũng Trinh, thơ Hữu Loan. Hôm nay mình sẽ chơi cho Tâm sẽ luyện tập ở tông mi thứ E minor. Và bây giờ các bạn cùng nghe Tâm hát trước một lần, sau đó rồi sẽ đi lại từ đầu và sẽ hướng dẫn cho Tâm từng câu một. Bây giờ cùng các bạn cùng nghe Tâm hát trước một lần nha, sau đó các bạn cùng tham khảo. Yes. Ok, bây giờ em vô luôn nha. Không hát luôn. Vào đi em. Hai. Những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim, tiếng chiều hoang biển bao chuyện ngày xưa, nàng yêu hoa sim tiên khi còn tóc cuối vai, mấy lúc sông pha ngoài chân tuyến, ai hẹn đưa ngày về rồi
ok. Tại vì chưa có một sự chuẩn bị gì hết nên là Tâm bị về cái phần cuối ấy, phần nhịp ấy. Chưa biết sao hết. Ok, nhưng mà như vậy cho tự nhiên đi. Em nói gì với mọi người đi. Biết nói gì vậy? Biết nói gì đây? Nói đi em. Nói đi em, em thấy sao? Lúc này anh em làm bị đuối hơi. Thế này đây. Đuối hơi là tại vì hồi nãy là Tâm hồi nãy là đang dám hát lớn cho nó rõ âm lượng nên là cái lực nén hơi của Tâm nó hơi bị dư. Thứ nhất là thường thường hay hiểu lầm đó là cái hơi mạnh lên thì sẽ đúng hoặc là tốt nhưng mà nó không chính xác. Đó là cái hơi khi mà mình hát thì mình phải nén hơi thì hơi mới có lực đẩy ngược lên á, nén xuống thì hơi có lực đẩy ngược lên, nó áp suất ngược lên. Thì Tâm đang làm hơi dư quá mà cái lực nén hơi nó cần phù hợp vào cái âm lượng và cái độ cao của câu hát á, nên là mình có trong cái bài giảng hơi của mình, nếu các bạn nào chưa xem phần hơi thì có thể lên xem các clip cách lấy hơi, cách dùng hơi của mình nhé, cách gõ tên như vậy á, cách lấy hơi Hà Thế Dũng và dùng hơi Hà Thế Dũng Mercedes thì hãy xem lại từ đầu á để hiểu. Thì Tâm là đang dùng cái mức nén hơi nó hơi bị dư so với nhu cầu nên là đoạn sau bị mệt, hát như vậy á thì đoạn đầu được, đoạn sau sẽ mệt, các cái cơ chịu không nổi nó sẽ rớt á, thì đoạn cuối là nó sẽ bị hụt âm lượng ở cả đầu. Thì bây giờ cái mức nén hơi á thì tùy vào từng cái câu âm lượng lớn nhỏ cao thấp sau đó thì mình cho cái mức nén nó phù hợp vừa phải thôi. Bây giờ thì đi lại câu đầu như sau nha. Tổng thể như vậy thì em hát tương đối là nó mềm mại nhưng mà nó hơi dư, thì là cuối sẽ hơi mệt đúng không, hơi mệt với cái nhịp một chút xíu này phản xạ, tại vì mình hát đàn, hát hát live với ban nhạc với cây piano thì mình sẽ phải xử lý về cái phần nhịp ok hơn, ổn hơn xíu, nhanh hơn một chút xíu nữa. Bây giờ đi lại từ đầu nha. Có cái nốt cuối của cái điệp khúc á, mà chưa đi không hết cái chỗ đấy, nếu mà mình thơ mình điều khiển hơi không tốt là chỗ đó dễ bị rớt để cái độ cao của bài hát và bị cứng cái giọng của mình đó, là cái câu cuối đó. Ok, bây giờ mình sẽ đi lại từ câu đầu em nha. Những đồi hoa sim hãy tạo một cái sự em dẫn lối cho người ta nghe, hay là mình hát hay mình cảm giác mình đưa người ta vào cái hồn bài xíu nha. Ví dụ thế này. Những đồi hoa sim bình thường nha. Cảm giác là ở trong cái phần hơi bạn đã chưa xem, chưa hiểu thì hãy quay lại xem phần hơi của mình, sau đó mới xem cái cách mình nói nha. Là thứ nhất là các cái chữ các bạn đặt cao lên phần trên để nén cái hơi nhẹ theo chiều xuống, không có nén mạnh quá, mức khoảng 50-50 nhẹ. Những đồi hoa xanh, những đồi hoa xanh, ôi những đồi hoa xanh, tiếng chiều hoàng biển. Vô lại nhẹ. Hai. Những đồi hoa xanh, ôi những đồi hoa xanh, chiều hoang biển biển. Ok, ok, chính xác. Tức là cái chữ biển biển rất nhiều người sẽ bị hụt hơi, tại vì trước cái tín chiều hoang là các bạn ép cho mạnh cái luồng hơi vô thì cái hơi nó bị khi mà cơ thể của mình, cái cơ nó chịu nó sẽ chịu cái lực nén của hơi, áp suất ngược hơi ấy. Thì khi mà nó mỏi quá nó sẽ buông ra và cái chữ chiều hoang biển biển mình sẽ bị rớt cái âm lượng giọng hát đó. Nên là cái câu em nghe nha. Những đồi hoa xin, ôi những đồi hoa xin, là tới đó là các bạn lấy hơi nha. Những đồi hoa xin, ôi những đồi hoa xin, lấy này, lấy mềm nha, không có lấy gấp nha. Đồi hoa xin, tím chiều hoàng biển. Đó, sẽ ok. Lại nha, câu này em làm tốt rồi, gặp lại nè. Vô. Những đồi hoa xin, ôi những đồi hoa xin, tiếng chiều hoang biển biển. Ok. Vào chuyện ngày xưa, nàng yêu hoa xin tiên, khi còn tóc vui vai. Mấy lúc sông pha ngoài chân tuyến, ai hẹn Đông Bắc đô lần ghé về.
tương đối là ok nha, đoạn đó là hơi ngon ngon xíu này các bạn nha. Thì tức là mình phải biết canh cái sức, cái lực hơi của mình để nó còn phần sau của bài, nhưng mà ví dụ mới hát hết một bài đó, mới hát một lần sau, ví dụ phía sau đang tấu đoạn sau, nếu mà cái mình cứ lạm dụng cái việc mình nén nó quá nhiều thì nó bị dư á, nó bị dư cái nhu cầu hát á, nó sẽ bị rất là mệt luôn, nên là em sẽ căng cái luồng hơi nó cái mức nén của nó khoảng 50-50. Mình đang giống các bạn hình dung như kiểu là mình đang xoa bóp, đang massage cái hơi bên dưới của mình nhé lại nha. Để hiểu cái cảm giác giống như mình đang massage xoa bóp trong một vòng bóng bóng em tâm lấy tâm. Yeah, cái hơi ở dưới lồng ngực của mình trong hai phổi, mình cứ cảm nhận nó đang một trái bóng bóng dưới đây nha, giống kiểu là mình đang massage cái hơi theo chiều xoáy xuống thế này, mình hát mình xoáy hơi nhẹ xuống theo kiểu massage bên ngoài đó. Đây ví dụ nha, ví dụ đây, rồi một chiều mình sẽ cảm giác là rồi một chiều này, rồi một chiều mây bay đang massage nhẹ xuống, không có ép lực nha, và ép lực là cái âm lượng sẽ cứng và nó co thắt cơ lại. Mình làm lại này, nghe lại nha này. Rồi một chiều mây bay từ nơi mình làm chậm nha, đó là liền vào cái ấy này em làm nha. Hay rồi một chiều mây bay lại nằm từ nơi chiến trường đông băng đó lần ghé về thăm xóm hoàng hôn. Mình đang rất là hãy xem như một cái trò chơi, một cái game mình đang chơi với hơi, đang đùa giỡn với hơi, thì hơi nó sẽ cân bằng lại cho mình cái lực hát. Ok yes, những chiều hành quân giống đoạn trên luôn, tại vì giai điệu giống nhau này. Hai những chiều hành quân, ôi những chiều hành quân, tiếng chiều hoan huyền chiều rừng, một chiều rừng mưa được tin em gái mất nhỉ, những chiều hành quân đoạn hai nè. Hai một chiều rừng những chiều cái đoạn hai em, những chiều hành quân có những chiều hành quân tím chiều hoang biển biển. Hai những chiều hành quân, ôi những chiều hành quân, tím chiều hoang biển biển. Chiều hoang nó chưa đậm đà, ví dụ như chiều hoang nó chưa đậm đà, tức là nó bị nó lướt sơ sài qua lắm, ví dụ tím chiều hoang biển, chiều hoang nó nói chưa có đậm đà cái âm lượng và cái nội dung, cái tình cảm nghe nha. Những chiều hành quân, những chiều hành quân, tím chiều hoang biển, đậm đà và cho nó rõ ràng nhé, không nó bị sơ sài đấy. Lạ lại em, hay những chiều hành quân, ôi những chiều hành quân, tím chiều. Cái chữ cái cả từ cái âm lượng một xíu á, các bạn nha. Tin hành quân này, tin chiều hoang biển đó, tin chiều hoang biển. Một lần nữa thì cô hai luôn em, những chiều này, những chiều hành quân, ôi những chiều hành quân. Chiều rừng mưa được tin em ghé mất chiếc thuyền những bước đôi. Rồi trước mắt em ép cái lực hơi hơi nhiều, nó bị dư đúng không? Đây nha. Một chiều rừng mưa được tin em ghé mất chiếc thuyền những bước đôi. Đây nha, vừa thôi. Một chiều nào, yo. Một chiều rừng mưa được tin em gái mất chiếc thuyền những hướng đôi. Phút cuối không nghe được em nói, không nhìn được mặt, dù một lần đơn sơ để khóc chết người trái khói lửa mà chết người.
cái bài này tính là khó các bạn nha. Các bạn xem đoạn 1 này, đoạn 2 là giống giai điệu nhau và nó sẽ có những cái nốt cao nó vòng lên liên tục như vậy á. Tại vì những cái bài nó có cái độ cao nó cứ đi lên liên tục và đoạn nào có độ cao như vậy thì hát rất là đuối. Nếu mà mình chỉnh cái mình không điều tiết được cái lực nén, cái độ đều của hơi nữa là mình sẽ rất là mệt. Hát xong bắt đầu là đuối luôn á, tụt giọng nha. Một lần cái đoạn 2 nữa và mình sẽ qua được khúc những chiều hành quân. Hai, ba. Những chiều hành quân, ôi những chiều hành quân, tím chiều hoang biển biển. Ok, được. Hồi nãy con nói nha, em cứ hình dung như là mình đang massage cái hơi theo chiều xuống á. Theo chiều xuống rất là mềm mại nha. Sau đó cái khối hơi nó giống một cái dòng bóng á. Ví dụ này, mình cho nhỏ này. Mình làm lại nhé. Những chiều hành. Ok, bình thường mà. Còn nhiều bạn ép lên á. Những ép mạnh quá nó bị nặng. Lại nhé. Những chiều này. Hai. Những chiều hành quân, ôi những chiều hành quân, tiếng chiều hoan biển biển. Một chiều rừng sử dụng cái âm lượng nó từ nhỏ tới lớn, từ nhỏ tới lớn nè. Ôi đi em, hai. Ôi okay. Stop. Các bạn thấy tâm vừa hát không? Ôi nó từ nhỏ tới lớn nó sẽ tạo cái tình cảm, nhưng mà hãy cho nó tự nhiên nha. Bạn nào làm dùng quá sẽ không tự nhiên. Hai. Ôi em. Ôi ngày trở lại nhìn đôi xin nay vắng. Cơ lưng sườn, nó cơ hoành và cái một chút cái bụng nó hỗ trợ để nó phải giống như nó phải nó khỏe để nó xoa bóp được, xoáy được cái khối hơi của mình nó mềm mại nhé. Luôn nhớ được mình là hơi chắc nhưng mà chắc mềm, không phải là chắc cứng. Ok, để nó có sự đàn hồi và nó sẽ linh động được cái độ cao thấp trong đó ha. Một lần câu này nữa xưa nha. Xưa này. Xưa, xưa nói gì bên em. Người đi chưa về mà đành lời bước tớ duyên. Nói gì cho
đây thó xin nên để chiều. Từ cái chữ xin xong em nhớ đặt cái lực nén hơi nó khoảng 50-50. Ok, không có bị hụt chữ hết nha. Nói gì cho mây gió nè, lấy sâu sang chữ gió. Hai. Nói gì cho mây gió, một dần đây hóa xin nên để chiều đi. Rồi ok, chứ chiều mình khai thác cái độ nội dung để nó tình cảm này. Tím cả chiều hoang, ôi tím cả chiều hoang, chiều hoang đến ngồi bên hồ. Tím cả chiều hoang hay. Tím cả chiều hoang, ôi tím cả chiều hoang đến ngồi bên hồ. Thực ra thì có một số cái lỗi về dấu của tâm. Ví dụ là ở đây là từ dạo thì nó chính xác nó là dấu nặng, nhưng mà tâm đang hát thành dấu huyền là từ dào. Từ dào, tại vì tiếng Việt mình có một số từ nếu mà mình không có phát âm đúng dấu thì nó bị sai nghĩa. Nên là từ bao nhiêu thì em cứ nhấn, cứ giống như là chữ dạo, em chỉ cần dạo chạm nhẹ xuống dấu nặng để em nghe nha. Mộ nào từ dạo, từ sao hợp hôn hay mà từ sao hợp hôn. Ok yeah. Rồi xong rồi, lại em hay mà từ sao hợp hôn nàng không may áo cưới. Đây ở đây là không may áo, mà em là không may áo cưới. Yes, không may phát âm vần ai nhiều hơn là vần ở nha, không phải chữ may ấy. Từ dạo hợp hôn lại đấy. Từ dạo hợp hôn nàng không mấy áo cưới. Rồi tiếp nha, hơi chỉnh hơn. Trong nghề tham khảo thường thì các cái chữ mà nó là nguyên âm, ví dụ chữ áo, ao ao chữ khởi đầu á, thì hay bị dính vào từ trước. Âm mh là nàng không may áo, may áo, may áo, may áo, may áo. Còn đây là may áo. Rõ nha em nghe này, nghe phát âm rõ và thật nhẹ nhàng này. Từ sao hợp hôn nàng không may áo cưới, áo cưới hấp vừa trên nếp môi. Rõ là nhẹ hay dáng lên em. Từ sao hợp hôn nàng không may áo cưới, hấp vừa trên nếp môi. Rồi rõ rồi nha. Khói buồn bên hương tan nghỉ mở đầu của chữ đó bằng nguyên âm và nó hay bị dính vào cái từ trước đó. Ví dụ may áo thì hay bị dính thành may áo. Ok đó. Rồi hồi nãy vừa sửa cho em một số cái đó. Bài này nếu mà em sửa được những cái đó thì cái cảm xúc, cái tình cảm nó đã được thể hiện một phần rồi. Sau đó mình sẽ, tại vì bài này sẽ tập một số buổi này kia, tại vì một buổi này sẽ không xong đâu. Nãy mới sửa sang cho em một lần bài như vậy, và bây giờ sẽ yêu cầu em hát lại cho mọi người một lần từ đầu đến cuối theo cái cách chỉnh sửa hồi nãy, xem là mình thực hiện là bao nhiêu phần trăm nha. Rồi lần này để cho Tâm độc lập tiếp, là mọi người cùng nghe Tâm một lần cuối cùng của bài học nha. Yo bắt đầu em nha. Hai. Những đồi hoa xinh, ôi những đồi hoa xinh, tiếng chiều hoang biển. Thank you.
đời sau này em vào này. Hoàng hôn tắt sau đời, những chiều hành quân ôi, những chiều hành quân tiếng chiều hoan biển biển. Một chiều rừng mưa được tin em gái mất chiếc thuyền. Okay, sorry. Tin em gái mất tức là chiếc e nó là nguyên âm đầu tiên rồi, và nó hát dính từ và nó hát bị thằng họ dùng là từ cơm nếp ấy, nó dính vào nhau cơm nếp để dính ấy. Được tin em là tin em, còn đây là tin em gái mất. Một chiều rừng mưa được tin em khác, được tin em khác mất. Ok, lại nhé. Được tin em gái mất chiếc thuyền vỡ. Một chiều rừng mưa, vô nào. Một chiều rừng mưa được tin em gái mất chiếc thuyền như vỡ. Thank you.
kiểu kết. Một là anh sẽ dừng lại luôn giống ở này của em. Ví dụ đôi hoa tiêu điêu là mình nhận. Còn trường hợp thứ hai là mình sẽ chậm nhẹ dần và nhỏ dần. Giọt yêu người xưa ơi, đôi hoa chỉnh đâu. Hồi nãy Tâm còn bị một lỗi từ đó là tiêu điều. Tâm đây em tiêu tiêu còn thành tiêu nha. Tiêu. Yes, ok. Từ tiêu á trên kênh channel you hạt thứ của mình nha, có một clip mình có hướng dẫn cho mọi người phát âm là chữ tim và tiêm, tiêu và tiêu. Ví dụ hát tiêu thì các bạn hát hát tiêu. Tiêu điều thì các bạn phát âm thành tiêu điều, thì các bạn cứ gõ là cách phát âm các từ là tiêu điều hay là yêu yêu im yêu gì đó, tức là các bạn cứ gõ cái từ mà đó nó sẽ ra cái cách phát âm mà mình có làm một cái clip hướng dẫn cho mọi người á, thì lên đó để xem cái cách em xem nha. Bây giờ nói sơ lại là em nói từ tiêu tiêu, ok, đó là tiêu tiêu tiêu, tiêu. Mở ra xíu tiêu 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 điều điều, ok, no điều điều, ok, uống dẻo miệng xíu điều điều tiêu điều tiêu điều, ok, được. Trường hợp này không nặng lắm, có nhiều bạn phát âm được thì có cái cách mà mình có nói trên kênh nó biết được. Tiêu thì thực ra các bạn phát âm thành chữ tia 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 và các bạn uốn cong cái môi lại xong. Ví dụ mình hát một chữ tia tia nắng nha, tia sáng nha, tia, ok, tia nha, tia xong bắt đầu uốn cong cái môi lại thành chữ tiêu. Em khởi nha, tia đi. Tiêu, ok, tia, tia đâu em? Tia, tia rõ là đâu? Tia rõ là tia, tia đi em. Tia, tia và giữ âm thanh đó, khép cái môi lại. Tia, ok, đó xong này. Tia, 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 tiêu, hay bạn tia. Tiêu, đó, cẩn thận nha. Tiêu, đầu tiên là chữ tia, em kéo dài âm thanh đi. Tiêu, no. Bây giờ em cứ nói chữ tia, xong rồi cái môi nó cuốn lại là xong. Nghe kỹ nha, tia này, tia nắng, tia sáng hết. Tiêu. Hay vậy bạn ạ. Tiêu. Làm nhanh lên. Tiêu. 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 Ok, tiêu. Yes, tiêu. Xong rồi. Hồi nãy Tâm có làm ok tốt hơn nhiều lắm rồi, nhưng mà cách phản xạ tự nhiên mà khi hát liền mạch một bài thì rõ ràng là chưa, và sẽ phải luyện tập nhiều buổi hơn nữa cho cái phần cái kỹ năng phản xạ nha. Sẽ có nhiều bạn sẽ thắc mắc là kêu là ủa sao em hát câu đó được nhưng mà em hát vào bài không được, tại vì cái phản xạ mình chưa nhuần nhuyễn và cần tập cho cái phản xạ mình nhanh gọn, lớn nhỏ cao thấp dài ngắn đều ok hết. Ok, buổi học hôm nay kết thúc và hy vọng các bạn sẽ ủng hộ, và nếu mà có gì các bạn cứ để lại những bình luận ở phía dưới và hãy xem phần mô tả bên dưới biết thông tin thêm về về kênh và về mọi người. Hy vọng các bạn sẽ đăng ký kênh và ủng hộ kênh YouTube cũng như fanpage Hà Thế Dũng của mình cũng như là Minh Tâm nhé. Hôm nay tới đây thôi, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong một clip tiếp theo. Bye bye. Bye. Yeah, hôm nay là tối thứ bảy cuối tuần và hãy để chờ mới học xong buổi học cuối cùng một ngày. Yes. Ok, bye. Bye.